Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 3198 không giao tiền thuê nhà hết thảy xử lý. Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng nói là xuất thủ tương trợ, trên thực tế lại là hạ độc thủ. Hắc bạch sấm sét hung hăng bổ vào trên quang cầu. Ầm ầm một tiếng, đáng sợ nổ tung phát sinh. Nổ tung sóng xung kích cuốn lấy vô tận kiếm ý khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị hất bay. Giống. Thần Long rít lên một tiếng, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Dựa vào, Lão Long, ngươi mau tránh ra cho ta. Lữ Thiếu Khanh không có tính toán cùng Thần Long dây dưa, hắn lập lòe lóe lên, lao thẳng tới quang cầu mà đi. Mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, ta địa phương, ngươi tới nơi này không giao tiền thuê nhà sao được. Bên giường há lại cho người khác ngủ say. Quang cầu vốn là đối với hắn không phục. Sau khi đi vào cũng là phách lối không thôi, cao cao tại thượng, bá đạo mười phần. Lữ Thiếu Khanh là dựa vào hắc bạch sấm sét mới có thể miễn cưỡng áp chế nó. Cứ việc thứ này đã giúp hắn, lại là một cái nghe điều không nghe tuyên gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh không cho phép có người ở hắn địa bàn ngưu bức. Thế giới của hắn hắn làm chủ, không cho phép có loại tồn tại này. Lữ Thiếu Khanh đem Thần Long đưa vào tới, ngoại trừ muốn nuốt lấy Thần Long, lợi dụng Thần Long tới đối phó quang cầu cũng là một mục đích khác. Hai cỗ kiếm ý mặc dù không có sai biệt, đồng căn đồng nguyên, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được quang cầu so với Thần Long nhiều hơn mấy phần linh động. Thần Long cũng không có quang cầu có bá khí, dường như là chủ thể cùng phân thân, trụ cột cùng dòng thứ cảm giác. Cho nên Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng nói muốn giết chết Thần Long, trên thực tế mục tiêu chân chính là quang cầu. Thần Long mặc dù hung tàn, đánh không lại còn có thể đem nó ném ra bên ngoài, quang cầu thì không được, phảng phất đã đem ở đây trở thành nhà. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, trước đó khi yếu ớt, gặp phải không giao tiền thuê nhà hỗn đản, ta nhịn. Bây giờ ta đều trở thành nửa bước tiên đế, còn có người suy nghĩ mạnh thuê. Cho tới bây giờ còn để cho người tài ba mạnh thuê, ta tân tân khổ khổ tu luyện tính là gì? Chết cho ta không giao tiền thuê nhà hết thảy xử lý. Hắc bạch sấm sét quanh quẩn ở trên người, cầm trong tay mặc quân kiếm Lữ Thiếu Khanh, giống như một tôn ma vương một dạng, sát khí ngập trời. Một kiếm vung xuống, mặc quân kiếm lại độ bộc phát ra kim sắc quang mang, mũi nhọn khí tức tăng vọt. Ông, quang cầu chớp động, kiếm y phóng lên trời, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mặc quân kiếm quét ngang, tia sáng tăng vọt, giữ dần kiếm y bộc phát, hắc bạch sấm sét oanh minh. Một kiếm quét ngang, kình thiên cự kiếm bị chặt đánh gãy, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, trọng trọng rơi vào trên quang cầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quang cầu bị đánh thành hai nửa, kèm thêm bên trong tiểu thần long cũng bị chặn ngang chặt đứt. Ông, vô số kiếm ý bộc phát, một đợt nối một đợt, liên tục không ngừng đánh thẳng vào thiên địa. Phốc, lực lượng cường đại đánh tới, đem Lữ Thiếu Khanh lần nữa quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Thân thể của hắn trọng trọng ngã tại bên trên đại địa. Phải liều mạng sao? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, trên bầu trời, thần long đã tiêu thất, quang cầu cũng đã tiêu thất, phảng phất bọn chúng đã khôi phục kiếm ý bản thân, liều mạng oanh kích hắn thế giới này. Lữ Thiếu Khanh ho khan huyết, liên tục không ngừng kiếm ý rơi xuống. Hắn thế giới này đã bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, hỗn độn sương mù dần dần nồng đậm. Không được. Lữ Thiếu Khanh đau đầu muốn nứt, cái này xuống, thế giới của hắn sẽ bị oanh sát sụp đổ, cuối cùng hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu đứng lên. Trong nháy mắt, tràn ngập tại hắn trong thế giới này kiếm ý đồng loạt phóng tới hắn. Đem Lữ Thiếu Khanh lần nữa đâm cho thông thấu, từng đạo kiếm vô hình ý, xuyên thấu, cắt chém thân thể của hắn, lệnh Lữ Thiếu Khanh vô cùng kịch liệt đau nhức. Kiếm ý mặc dù phong mang, lại không cách nào đem thân thể của hắn rảo sát, chỉ có thể đem thân thể của hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đặc thù, vết thương chồng chất lại là khôi phục đặc biệt nhanh. Thường thường kiếm ý ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương, sau một khắc vết thương liền bắt đầu khép lại. Nhiều lần như thế, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, quả thực là cực hình. Đau, đau, Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lấy đau, vừa bắt đầu nghĩ biện pháp. Những thứ này kiếm ý xuyên thấu thân thể của hắn. Tiếp đó xoay đầu lại tiếp tục ra tay với hắn. Liên tục không ngừng, một đợt nối một đợt. Nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ đánh tan mới được. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Chính mình cũng là kiếm tu, sợ cái bóng. Không phải liền là lão già sao? Ta một cái thanh niên còn sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặc quân kiếm, đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm ý. Ông! Hắn trường kiếm vung ra, mặc quân kiếm bộc phát ra kinh thiên tia sáng. Hồng sắc kiếm quang phóng lên trời, giữ dằn kiếm ý hóa thành chim thần màu đỏ, lao thẳng tới trước mặt kiếm ý. Ầm ầm,
Một tiếng vang thật lớn sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại là máu tươi phun lớn. Chim thần màu đỏ chu chéo một tiếng, mũi nhọn kiếm y bốn phương tám hướng rảo sát mà đến, chim thần màu đỏ trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại đến, Lữ Thiếu Khanh nôn ra huyết chi sau, không có nửa điểm lùi bước, cũng không đoái hoài tới thương thế của mình. Lần nữa một kiếm vung ra, ầm ầm, lại đến, từng tiếng kiếm minh, từng tiếng tiếng oanh minh, thiên địa một lần lại một lần phát sinh nổ tung. Đối mặt liên tục không ngừng kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh lần lượt ra tay. Từ từ, hắn phẳng phất quên đi hết thảy cái khác, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đem cái kia cỗ mũi nhọn kiếm ý, cái kia cỗ thuộc về tiên đế kiếm ý đánh tan. Ánh mắt của hắn bắt đầu mất đi tiêu điểm, âm dương đồ án tái hiện, hắc bạch sấm sét quanh quẩn ở trên người hắn, chui vào trong cơ thể của hắn, chui vào trong trường kiếm của hắn. Mặc quân kiếm bộc phát ra tia sáng bắt đầu biến ảo, kiếm quang từ màu đỏ đã biến thành màu trắng đen. Kiếm ý trở nên càng thêm dữ dằn, phóng lên trời thần điểu cũng dần dần biến sắc. Thân thể màu đỏ dần dần bị màu đen thay thế, con mắt dần dần nhiễm lên màu trắng. Cũng không biết cua ra bao nhiêu kiếm sau đó, sinh mệnh chi thụ chập chờn, phát ra xào xạc âm thanh, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Giữa thiên địa rơi xuống vô tận hắc bạch sấm sét. Hưu. Một cái màu đen thân thể, con mắt màu trắng thần điểu phóng lên trời, phát ra kinh thiên thần âm. Chương 3199 lửa nhỏ đem thăng cấp đại hỏa sơn. Vô tận hắc bạch sấm sét bên trong, một cái thần điểu giống như từ trong hỗn độn sinh ra, hàng lâm tại giữa thiên địa. Thần điểu bay lượn, đầy trời sấm sét quanh quẩn, hai cánh chấn động, thiên địa chấn động. Dữ dằn kiếm ý hóa thành hắc bạch sấm sét, tàn phá bừa bãi đại địa. Vô số mũi nhọn kiếm ý tại trong tia chớp màu đen bị quét sạch. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, lực lượng vô hình bị nó hấp thu thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Lữ Thiếu Khanh hai mắt âm dương đồ án chuyển động, thần điểu phát ra một tiếng kêu to, lao thẳng tới bầu trời. Ở đâu đây, kiếm vô hình ý thực chất hóa, tạo thành một đoàn, phô thiên cái địa kiếm ý chính là từ ở đây bạo phát đi ra. Thần điểu buông xuống, hung hăng va đập tới. Hắc bạch sấm sét rơi xuống, một đạo oanh kích. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, mũi nhọn kiếm ý bộc phát đến lợi hại hơn, càng thêm mãnh liệt. Hình thành phong bạo rảo sát hết thảy chung quanh. Vô số kiếm ý rơi xuống, giống như một đôi đại thủ xé rách thiên địa, vô số hư không khe hở xuất hiện, đại địa tại chấn động bên trong, khe hở một đạo tiếp một đạo xuất hiện. Toàn bộ thế giới đang trùng kích bên trong trở nên lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thần điểu ánh mắt để lộ ra băng lãnh hờ hững, hai cánh chấn động, giữ dằn kiếm ý giống như liệt hỏa phần thiên, thiêu tận thế gian vạn vật. Kiếm ý mặc dù phong mang, nhưng ở trước mặt giữ dằn kiếm ý cuối cùng cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió, nhào nhào tiêu thất. Hưu. Cuối cùng, thần điểu rơi xuống, miệng há mở, đem còn sót lại kiếm ý thôn phệ, vô tận hắc bạch sấm sét theo sát phía sau, phá hủy tịnh hóa. Tiếng oanh minh đi qua, thiên địa trở nên vô cùng an tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh trong mắt âm dương đồ án chậm rãi tiêu thất, ánh mắt cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thiên địa, bế nghĩa hết thảy. Cuối cùng, hắn đặt mông ngồi xuống, cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, đau, đau chết mất. Mặt đất khô cạn, khe hở răng khắp nơi, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Mặc dù đánh bại đạo kiếm ý này, nhưng mà hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn thế giới này bị hủy đến 7-8 phần. Tiên đế cái kia cỗ kiếm y quá mức phong mang, đem cái chết của hắn kết cắt chém đến thất linh bát lạc. Ngay cả sinh mệnh chi thụ đều chịu đến tổn thương. Phía trước bị tự bạo thời điểm cũng chưa từng bị thương lợi hại như thế. Hắn hiện tại có thể nói cùng phế đi không hề khác gì nhau, muốn khôi phục không biết lúc nào. Thực sự là hỏng bét a, Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, cắn răng, khóc không ra nước mắt. Vốn nghĩ đem tiên đế lưu lại kiếm y thu thập lại, sau này lúc đánh nhau, trực tiếp móc ra đập đối phương trên mặt. Tiên đế kiếm y đầy đủ đối phương uống một bình, cho dù là tiên đế cũng giống vậy. Nhưng mà hy vọng rất đầy đạn, thực tế rất tàn khốc. Kém chút đem chính mình chơi xong. Quả nhiên, tiên đế cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, buồn bực bản thân kiểm điểm lấy, vẫn là quá tự đại. Cho là có đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt liền có thể phách lối. Tiên đế a, cho dù là qua vô số năm tháng, kiếm ý đã suy giảm, lạc hậu, vẫn là tiên đế kiếm ý, không thể khinh thường. Về sau đến làm cho sư huynh giúp một chút, đánh cái gần chết mới được. Bằng không thì rất dễ dàng đem chính mình giày vò không có. Kiểm điểm đi qua, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vẫy tay, trên bầu trời quanh quẩn chim thần màu đen rơi xuống, thân hình thu nhỏ, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên lòng bàn tay. Giống như một cái chim non, đầu nhẹ nhàng đụng đụng Lữ Thiếu Khanh tay. Linh tính 10 phần. Hắn đây là kiếm ý của hắn.
đã tiến thêm một bước. Thời điểm trước kia, giống như một đoàn hỏa diễm, hóa hình sau đó cũng là hồng hồng hỏa hỏa. Bây giờ trở nên không đồng dạng, đã ngoại phóng chuyển thành nội liễm. Màu sắc cũng biến thành màu đen, không cách nào từ bên ngoài nhìn vào phải ra nó dữ dằn. Nhưng mà ở bên trong tại, vẫn như cũ dữ dằn như lửa, phảng phất ẩn chứa một cái thái dương một dạng, một khi phóng thích, nhất định có thể đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Giống như kế ngôn kiếm ý, đột phá, sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý giống như một mồi lửa, bây giờ đột phá, giống như hướng bên trong tăng thêm nhiên liệu, thiêu đốt càng thêm lợi hại, nhiệt độ càng ngày càng cực nóng kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh nắm tay nắm chặt, kiếm trong tay ý tiêu thất, hắn lẩm bẩm, lửa nhỏ đem thăng cấp làm đại hỏa sơn dễ già vu. Kiếm ý của mình thăng cấp một phen, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Ai, đáng tiếc, nếu là cái kia cổ tiên đế kiếm ý có thể thu phục, để bản thân sử dụng liền tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vì lãng phí cảm thấy đau lòng. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, vốn là đã bình tĩnh thiên địa đột nhiên gió nổi lên. Hô, giữa thiên địa chợt nổi lên gió lớn, thổi đến thiên địa hô hô vang dội, Lữ Thiếu Khanh tóc dài bay múa, quần áo phần phật. Bang! Hô hô, trong tiếng gió truyền ra một tiếng thanh thúy sáng tỏ sắt thép va chạm âm thanh. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, vốn là đã biến mất kiếm ý đột nhiên xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa phủ kín thế giới của hắn. Lữ Thiếu Khanh một cử động cũng không dám. Không giống với phía trước, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, một khi hơi động một cái liền sẽ đem hắn đâm xuyên, hình thần câu diện, không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh người đều tê, đây là chuyện gì? Tiên đế kiếm ý mạnh đến thái quá. Cũng bị mất, còn có thể lại xuất hiện. Dục hỏa trùng sinh sao? Hơn nữa, giống như sau vừa rồi càng thêm cường đại, Lữ Thiếu Khanh không dám động, chỉ có thể trong lòng âm thầm kêu khổ. Không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, không biết phát sinh cái gì thời điểm, đầy trời kiếm ý bắt đầu chuyển động. Bọn chúng theo gió một dạng cuộn tất cả lên, cuối cùng ở trên trời một chỗ hội tụ. Kiếm vô hình ý lần nữa dần dần thực chất hóa. Lần này bọn chúng cũng không có hóa hình thành thần long hoặc thần kiếm bộ dáng, mà là một cái hình người hình dáng. Từ hư biến thực, chậm rãi thành, phảng phất là từ bên trong hư không từng bước đi tới. Càng đi càng gần, mê vụ dần dần tiêu tan, cuối cùng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một bóng người. Chương 3200 đại gia, ngươi là ai? Một bộ bạch y, đón gió phần phật, phiêu giật xuất trần, giống như trong tranh đi ra tới tiên nhân. Tóc dài đơn giản buộc, tăng thêm phiêu giật. Hình dáng rõ ràng, giống như đao khắc một dạng khuôn mặt, tản mát ra kiên nghị khí tức. Mày kiếm tinh thần, ánh mắt sắc bén, giống như thần kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại cho người ta một loại người lạ chớ gần cao ngạo khí tức. Hắn liền lặng lặng đứng ở đằng kia, giống vô thượng đế vương, bá khí uy áp, cũng giống một thanh chí cao thần kiếm, tài năng lộ rõ, bệ nghệ chúng sinh. Bá khí ầm ầm, phong mang vô song. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem người này, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ. Tiên đế. Chỉ có tiên đế mới có thể cho người ta uy áp mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đạo tâm đầy đủ kiên cố, gặp lại người này ánh mắt đầu tiên, hắn liền phải quỳ đi xuống. Hiện tại hắn cũng là cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Đến từ trong linh hồn áp lực, để cho hắn có quỳ đi xuống xúc động. Đây chính là tiên đế uy áp sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, trong lòng gầm thét, đừng tưởng rằng là tiên đế liền có thể để cho ta khuất phục. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đè nén sợ hãi cùng run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bầu trời nam nhân. Lớn, đại gia, ngươi là ai a? Trước kia tiên đế, đều qua nhiều năm như vậy, không phải liền là đại gia sao? Nam nhân không nói gì, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén mấy phần. Trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị vạn kiếm đâm xuyên. Hai mắt đau đớn, nước mắt không cầm được phát ra tới. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hô to một tiếng, tại loại này dưới áp lực, trong cơ thể hắn kiếm ý tự động khởi động. Ông, kiếm ý hiện lên, cấp tốc tràn ngập tại trên thân Lữ Thiếu Khanh, giống như một tầng màu đen áo choàng, cũng giống một tầng khôi giáp thật dày, đem Lữ Thiếu Khanh bao vây lại. Lữ Thiếu Khanh nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ đi. Hắn thân thể thẳng tắp, nhìn thẳng nam nhân, đại gia, ngươi là ai? Đối phương tiên đế, có thể chỉ là một bộ hóa thân, hoặc một đạo ý thức. Nhưng bất kể như thế nào, đều có thể trừng trị hắn. Lữ Thiếu Khanh biết mình muốn cùng đối phương đánh nhau chắc chắn đánh bất quá đối phương. Còn không bằng triệt để một điểm. Nam nhân vẫn là không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Sắc bén, đạm nhiên, cảm thấy hứng thú các loại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, các ngươi những thứ này ma quỷ, người người đều thích giả bộ như vậy bức sao. Xuất hiện thời điểm đều thích trang bức không nói lời nào, làm cái lông a. Có phải hay không quá lâu không nói lời nào, âm thanh hệ thống khởi động cần một quãng thời gian.
Lữ Thiếu Khanh hỏi lần nữa, đại gia, không biết nói chuyện, biết viết chữ sao? Ngôn ngữ tay có thể hay không? Lần này nam nhân cuối cùng mở miệng, tiểu tử thú vị. Âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa, không như trong tưởng tượng bá đạo cao, cho người ta một loại khiêm tốn công tử cảm giác. Phốc! Theo nam nhân mở miệng, Lữ Thiếu Khanh chung quanh thân thể kiếm ý ầm vang nổ tung, Lữ Thiếu Khanh máu tươi trực phún, bay ngược ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy chính mình giống như bị một cái lợi kiếm vô hình đâm xuyên. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, khi dễ người a, bao lớn người. Khi dễ như vậy ta một cái thanh niên, có ý tốt sao? Kính già yêu trẻ, yêu ấu, biết hay không? Nam nhân rõ ràng ngạc nhiên một chút, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là cái phản ứng này. Người bình thường tới nói, biết đối thủ cường đại, không sợ, liền sẽ phẫn nộ gào thét, đủ loại ân cần thăm hỏi, nói sợ, chính là dập đầu cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh thì không giống nhau, trực tiếp chất vấn tại sao muốn làm như vậy. Giống như tiểu bối đang chỉ trích trưởng bối không hiểu chuyện. Nam nhân khóe miệng nụ cười mạnh hơn, có ý tứ. Ít tại chỗ đó giả thanh cao, Lữ Thiếu Khanh kêu, người ta còn có thể là người một nhà, ngươi muốn làm gì? Sau này còn muốn hay không qua? Nam nhân ở trước mắt Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu có thể đoán được hắn thân phận. Hẳn là cùng ma quỷ tiểu đệ cùng nhau đồng bạn. Cùng ma quỷ tiểu đệ quan hệ tâm đầu ý hợp, còn có thể là chính mình sư huynh tiền thân. Không phải người một nhà là cái gì? Nam nhân không nói gì, liếc Lữ Thiếu Khanh một cái sau đó ánh mắt rơi vào phương thiên địa này. Đầu tiên là rơi vào trên xa xa sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ thân cây khô cạn nứt ra, cành lá ỉu xìu, lộ ra âm u đầy tử khí. Tại đỉnh cao nhất chỉ có một đám nho nhỏ chồi non, nhẹ nhàng chập chờn, giống như một cái tiểu non tay nhỏ xòe ở vung vẩy, sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ cùng tử khí cùng tồn tại. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, toàn bộ thế giới vết thương chồng chất, trên bầu trời phá thành mảnh nhỏ, giống như mạng nhện vết rách chằng chịt. Bên trên đại địa, từng đạo khe hở răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ thế giới bị phá hoại cực lớn, đứng bên bờ vực tan vỡ. Nam nhân gật đầu, không tệ, lại có thể đỡ được kiếm của ta ý. Thế giới mới, tiềm lực vô hạn, Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, muốn mắng chửi người. Bất quá xét thấy nam nhân khí thế, Lữ Thiếu Khanh thân thiết ân cần thăm hỏi chung quy không có nói ra. Chính mình người hạ thủ quá độc ác, Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên, vô cùng u oán nhìn qua nam nhân, ngươi thiếu chút nữa thì giết chết ta. Ngươi phải bồi thường, còn nói là tiên đế đâu. Lớn như thế một cái tiền bối cùng hắn tên tiểu bối này tích cực như vậy. Nếu không phải là hắn họa phong đặc biệt một điểm, hắn sớm đã bị giết chết. Nam nhân nghe vậy, ánh mắt thu hồi lại, lần nữa rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt đạm nhiên bên trong mang theo sắc bén. Bá đạo vô song, phong mang vô song khí tức lại độ xuất hiện, để cho Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảm nhận được áp lực. Đáng sợ áp lực rơi vào trên người, để cho hắn hận không thể liền như vậy quỳ xuống. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ lấy áp lực để cho chính mình cái eo thẳng tắp. Hắn nhìn thẳng nam nhân, mặt không đổi sắc, nghĩ, làm gì? Tiên đế không tầm thường a. Có loại cùng cảnh giới một trận chiến. Nam nhân lần nữa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đối mặt hắn áp lực không có lùi bước, ngược lại còn dám phát ra khiêu chiến. Hắn cười, đầy trời áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu gia hỏa, thật tốt cố lên. Sau khi nói xong, thân thể của hắn ầm vang vỡ nát. Hóa thành một đoàn ánh sáng mang, vèo trong một tiếng chui vào sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ khô cạn vỏ cây rơi xuống, bốc lên một mảnh lại một mảnh lá non, rất nhanh liền cành lá xanh tươi. Trong thiên địa khe hở cũng khép lại tiêu thất, đậm đà sinh mệnh khí tức bao phủ thiên địa. Chương 3201 nhất bảng đại ca. Thiên địa chấn động, đậm đà sinh mệnh khí tức để cho thiên địa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội bên trong, điểm điểm nước mưa từ trong mây đen rơi xuống. Tí tách trong nước mưa mang theo đậm đà sinh mệnh khí tức rơi vào bên trên đại địa, chữa khỏi trong thiên địa vết thương, vuốt lên bởi vì chiến đấu mà tạo thành vết thương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thương thế của mình cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, trước đây thương thế toàn bộ đều chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ như thế, còn tựa hồ tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút không thể tin được. Tí tách nước mưa rơi vào trên người, rơi vào đại địa bên trên, rầm rầm, tí tách. Trong thiên địa sinh mệnh khí tức so với phía trước bất cứ lúc nào đều phải nồng đậm. Tại tí tách trong nước mưa, toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Núi non sông ngòi, hồ nước biển cả các loại địa hình lần nữa tại chấn động bên trong tạo thành, tốc độ so với phía trước càng nhanh. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh dưới chân thổ địa lăn lộn, sau đó cất cao, như sau mưa măng mùa xuân giống như liên tiếp lên cao. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, hắn lẳng lặng nhìn tầm mắt của mình càng ngày càng cao. Rất nhanh, ngọn núi này liền vượt qua vạn mét,
xuyên thẳng Vân Tiêu, mê vụ bao phủ tại giữa sườn núi trở lên. Tí tách, một giọt nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tinh chuẩn nện ở Lữ Thiếu Khanh bên chân. Mặt đất bùn đất theo nước mưa bắn tung tóe, lưu lại một cái nho nhỏ vũng bùn. Ba, bên tai tựa hồ vang lên một tiếng thanh thúy bọt biển, tiếng vỡ vụn, dưới chân trong đất bùn một vòng xanh nhạt lặng yên xuất hiện. Sau đó, nhanh chóng lớn lên, mỗi thân cây cối tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng trưởng thành. Từ mầm cây nhỏ trưởng thành lên thành một gốc đại thụ che trời, cành lá xanh tươi, che bóng tế nhật, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Dưới chân tòa này núi cao, từng gốc cây cối tại trong mưa sinh trưởng, mặc dù không nhiều, lộ ra thưa thớt, nhưng đủ để cho ngọn núi này tăng thêm mấy phần xanh biếc sinh cơ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ thế giới bị hắn thu hết vào mắt. Đại địa bên trên dài ra màu xanh lá cây cỏ xanh, sông núi bên trên dài ra cây cối, thậm chí ngay cả trong nước cũng đều dài ra một chút cây rong. Lữ Thiếu Khanh thế giới này không còn giống phía trước như thế, mặc dù có núi non sông ngòi, nhưng không có nửa điểm lục sắc. Bây giờ, thực vật xanh xuất hiện, cho thế giới này tăng thêm càng nhiều sinh cơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hồi lâu sau, mới thán phục lên tiếng, CMN, thật, đại ca. Lữ Thiếu Khanh kinh thán không thôi. Đột nhiên xuất hiện nam nhân cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Phía trước hắn dựa vào chính mình cũng chỉ là để cho thế giới này miễn cưỡng hình thành, tiếp đó thế giới của hắn một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí, không có nửa điểm sinh cơ, một bụi cỏ nhỏ đã lâu không ra. Bây giờ, thế giới của hắn đã không sai biệt lắm định hình, dài ra cỏ xanh cây cối, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nếu như nói lúc trước hắn thế giới là một cái đứa bé, thế giới hiện tại đã là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhiều hơn nữa một chút thời gian liền có thể thành đại thành người. Lữ Thiếu Khanh đi tới sinh mệnh chi thụ ở đây, sinh mệnh chi thụ đã trở thành một gốc đại thụ che trời, cành lá xanh tươi, xanh tùng người tốt a. Lữ Thiếu Khanh cảm thán không thôi, lại đến nhiều mấy lần a, nam nhân cho hắn kinh hỉ quá lớn. Vốn cho rằng nam nhân xuất hiện sau đó sẽ hưng sư vấn tội, không giết chết hắn cũng phải đem hắn lộng tàn phế. Vạn vạn không nghĩ tới nam nhân nói chỉ là mấy câu sau đó, liền chủ động tiêu thất, đem bản nguyên lực lượng đưa cho hắn. Nếu không phải là biết mình lai lịch, Lữ Thiếu Khanh đều phải hoài nghi nam nhân là cha của mình. Đối đãi hắn giống như đối đãi thân nhi tử, đem hết thảy đều cho hắn, để cho hắn thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Cùng phía trước bị hắn hấp thu thôn phệ nửa bước tiên đế so sánh, nam nhân mới là chân chính nhất bảng đại ca. Cảm tạ nhất bảng đại ca đưa tới lễ vật, đợi đến thiên địa bình tĩnh trở lại sau đó, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một chút thực lực của mình, nửa bước tiên đế chân chính đỉnh phong a. Kiếm ý đột phá, nâng cao một bước, tự thân thế giới cũng càng thêm một bước, thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn. Nếu như gặp phải chân chính tiên đế, đánh thì đánh bất quá, hẳn là đủ ngăn cản được một chiêu nửa thức a. Lữ Thiếu Khanh tấm ngón tay tính ra, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn đối với tiên đế thực lực chân chính không hiểu, không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Lữ Thiếu Khanh chờ đợi một hồi sau đó, liền rời đi ở đây, trở lại bên ngoài. Trôi qua bao lâu? Lữ Thiếu Khanh đi ra, trực tiếp hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, lấy được chỗ tốt gì? Hắn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, lại một lần không kém gì hắn. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh so với hắn mạnh hơn một chút. Thái quá! Chính mình người sư đệ này thật là thái quá! Chính như sư đệ lời nói, không bình thường họa phong. Ngay cả tiên đế kiếm ý đều có thể thôn phệ. Kế Ngôn trong lòng cũng nhịn không được chửi bậy một chút. Bất quá nghĩ đến đạo kia tiên đế kiếm ý, Kế Ngôn cảm thấy hết thảy lại là bình thường. Hắn có thể cảm thụ được đạo kiếm ý kia đáng sợ, dù sao cũng là tiên đế lưu lại bổn nguyên kiếm ý. Một khi hắn hấp thu dung hợp đạo kiếm ý kia, hắn cũng có thể đột phá trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đối với Kế Ngôn đạo, ngươi đoán. Kế Ngôn không có rút kiếm bổ Lữ Thiếu Khanh, mà là nhắc nhở hắn, chính ngươi đều nói thứ không thuộc về mình. Dù là trở thành tiên đế cũng là một cái yếu nhất tiên đế. Người tốt nhất đừng tụt lại phía sau, ta còn muốn lấy trở thành tiên đế thời điểm đánh với ngươi một trận. Kế Ngôn không hy vọng sư đệ của mình tụt lại phía sau. Nếu như sư đệ không có cùng hắn cùng một chỗ sóng vai đi tới, hắn sẽ cảm thấy ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức chết, đều không trở thành tiên đế liền đã kế hoạch dễ muốn đánh ta. Làm sao làm sư huynh? Phá tiên đế, người nào thích ai làm, ngược lại ta không làm. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không muốn trở thành tiên đế. Tiên đế người cao, rất dễ dàng bị nện đầu. Đối với cái này, Kế Ngôn đáp lại là, ha ha, ha ha cái đầu của ngươi, Lữ Thiếu Khanh một đầu đụng tới, đi nhanh lên, nơi rách nát này, ta là một khắc cũng không muốn chờ.
chương 3202 thế giới hai người không thể chấp nhận được. Một chỗ tiên khí mờ mịt, giống như trong tiên cảnh chi địa, một thanh âm vang lên. Ai nha? Cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc a? Âm thanh mang theo phiền muộn, mang theo bất đắc dĩ. Một cái nha đầu ghé vào một đầu bạch hổ phía trên, lộ ra hữu khí vô lực. Bên cạnh một thanh âm truyền đến, ngươi nha đầu này, tu luyện xong chưa? Cả ngày ở đây kêu. Tại cách đó không xa trên một thân cây, quản vọng mở to mắt. Than thở người chính là Tiêu Y, nàng ghé vào đại bạch trên đầu, cũng không nhúc nhích, hữu khí vô lực trả lời, đã đến nửa bước tiên đế, còn tu luyện cái gì? Tiên đế, nào có dễ dàng như vậy a? Đối với Tiêu Y trả lời, quản vọng trên mặt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Từ gặp phải thương đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 2,300 năm. Nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, bọn hắn cái này một số người tu luyện cũng đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Hơn 2.000 năm thời gian, đối với người tu luyện mà nói có thể bất quá là trong nháy mắt. Tất cả mọi người bước vào nửa bước tiên đế, tốc độ nhanh đến giống như bật hách một dạng. Quản vọng nhìn xem Tiêu Y bộ kia bộ dáng nửa chết nửa sống, phảng phất thấy được Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, lập tức trong lòng liền giận. Hỗn đản tiểu lão hương, dạy hư người. Hắn ngữ khí nhịn không được đề cao một chút, quát lên, ngươi thiên phú cao như vậy, thật tốt tu luyện. Tiêu Y bình thường nhìn xem giống một cái đơn thuần rốt nát tiểu nha đầu. Trên thực tế thiên phú của nàng lại là trong đám người tốt nhất một cái. Đặc biệt là đạo tâm phương diện tu luyện, để cho quản vọng lão nhân gia này một trận hoài nghi Tiêu Y, có phải hay không lão yêu quái chuyển thế giả bộ nai tơ. Cho nên, Tiêu Y cũng là trong đám người thứ nhất bước vào nửa bước tiên đế người. Nàng độ kiếp cho đám người một cái tham khảo, để cho đám người biết nửa bước tiên đế thiên kiếp như thế nào vượt qua. Cho nên tất cả mọi người có thể thuận lợi bước vào nửa bước tiên đế, ngoại trừ tiên đế kết tinh, Tiêu Y công lao cũng không nhỏ. Nghe được quản vọng lời nói, Tiêu Y ngẩng đầu lên, quản gia gia, ngươi sẽ không phải suy nghĩ ở đây trở thành tiên đế à. Sau đó lại đem đầu trả về, quên đi thôi, làm sao có thể chứ? Ta hai vị sư huynh cũng không có trở thành tiên đế, chúng ta như thế nào có thể trở thành tiên đế đâu? Ai nha, lại nói như thế, hai vị sư huynh đến cùng đang làm gì đó? Quá lâu à, Tiêu Y trong lòng hiện ra nói thầm. Hai vị sư huynh song rừng song phi, ân ái quá mức, quên tu luyện à. Ai nha, thế giới hai người không thể chấp nhận được a, dễ dàng trầm luân. Hẳn là mang theo ta, để cho ta người tiểu sư muội này ở bên cạnh giám sát mới được. Bỏ xuống chúng ta đi qua thế giới hai người, thực sự là không chịu trách nhiệm. Quản vọng hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Y một mắt, ngươi nha đầu này, không cần tự coi nhẹ mình. Hoàn cảnh nơi này phù hợp tu luyện, so tiên giới tốt hơn gấp trăm lần, so hai ngươi vị sư huynh vị trí càng là tốt hơn vạn lần. Ngươi cố gắng tu luyện, không chừng so với bọn hắn trước một bước trở thành tiên đế. Ngươi không muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, hoặc kinh hãi sao? Quản vọng mang theo cười xấu xa, dần dần dẫn dụ, thanh âm bên trong mang theo dụ hoặc, giống như một con cáo già. Quản vọng cảm thấy lấy Tiêu Y tính cách, tất nhiên sẽ đối với hắn đề nghị này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng mà sự thật lại là, Tiêu Y sau khi nghe xong, động đều chẳng muốn động một cái. Quản gia gia, ngươi tu luyện thời điểm, đầu óc không có hoạt động, gì xét sao? Tiêu Y ghé vào đại bạch trên đầu, âm thanh hữu khí vô lực, ta làm sao có thể cùng hai vị sư huynh so sánh. Bọn hắn không thành được tiên đế, ta làm sao có thể trở thành tiên đế. Người khác làm sao có thể trở thành tiên đế. Quản gia gia, ngươi nằm mơ đều đừng làm loại này mộng. Nói đùa, tại Tiêu Y trong suy nghĩ, tối cường lợi hại nhất là hai vị sư huynh của nàng. Hai người bọn họ đều thành không được tiên đế, người khác làm sao có thể trở thành tiên đế. Không có khả năng có người nhanh hơn bọn họ, mạnh hơn bọn họ. Tiêu Y thì thầm trong lòng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thiên phú vô địch, còn làm song tu, động một chút lại đánh nhau, ai hơn được bọn hắn. Tiêu Y hữu khí vô lực âm thanh, để cho quản vọng nghe trong lòng liền đến hòa. Hắn cảm thấy chính mình giống như tại cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Không nói được hai câu, trong lòng liền cọ cọ bốc hỏa. Ngươi cứ như vậy không có chí khí sao? Tin tưởng mình được hay không? Tốt biết bao nhà đầu, như thế nào bị dạy thành dạng này? Cố gắng tu luyện, không nhất định lại so với bọn hắn kém. Bọn hắn đã là nửa bước tiên đế, ngươi cũng là nửa bước tiên đế, đại gia đã ở vào cùng chạy một đường, không cần suối quẩy, không cho phép ngươi so với bọn hắn lợi hại. Quản vọng giống như một cái lão phụ thân một dạng, lao thao, hận không thể đem mình toàn bộ đều nhét vào Tiêu Y trong đầu. Kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại như thế nào? Hai người ở vào đăng thiên thê bên trong, chỗ đó chỉ có quái vật, không có gì tiên khí, không phải một cái phù hợp chỗ tu luyện. Mà quản vọng Tiêu Y bọn hắn cái này, một số người ở vào một cái so tiên cảnh còn tốt hơn. Gấp trăm lần chỗ, thiên địa đại đạo vô cùng rõ ràng, là một cái tu luyện thánh địa, bọn hắn ở đây tu luyện đột nhiên tăng mạnh, so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu. Ở đây, quản vọng cảm thấy chính mình cố gắng tu luyện,
thật là có cơ hội đột phá trở thành tiên đế. Tiêu Y thiên phú tốt hơn hắn, đột phá tỷ lệ càng lớn. Chỉ tiếc Tiêu Y nhìn đã không có chút nào đấu trí, trở thành nửa bước tiên đế sau đó, cả ngày ở đây than thở, chỉ hận không thể ly khai nơi này. Loại hành vi này, Quản Vọng Sâu ghét cay ghét đắng tuyệt, hận không thể tận tâm chỉ bảo, thật tốt uốn nắn Tiêu Y sai lầm tư tưởng. Lần này Tiêu Y động, nàng lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Quản Vọng, ngươi thật là quản gia ra sao? Ngươi lúc độ kiếp, bị đoạt xá. Quản Vọng nghe xong, kém chút một đầu từ trên cây ngã xuống. Nương, hỗn trướng. Quản Vọng tức chết, ngươi nói cái gì? Không phải sao? Tiêu Y bĩu môi, bình thường quản gia ra hẳn là cũng biết ta hai vị sư huynh lợi hại, chúng ta không có khả năng hơn được bọn hắn. Cho nên, ta không thể không hoài nghi, nương. So với ta, ngươi mới như bị đoạt xác nha đầu. Ân Minh Ngọc âm thanh vang lên, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Y, hừ, tên ngu xuẩn. Chương 3203 giúp một chút. Ân Minh Ngọc xuất hiện, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y quét nàng một mắt, nha, khôi phục. Ánh mắt tại Ân Minh Ngọc bộ ngực dừng lại một chút, bĩu môi, không có thiên lý a, lúc độ kiếp không gọt đi điểm. Ngược lại nàng đối với Quản Vọng đạo, quản gia gia, ngươi cùng để giáo huấn ta, không bằng giáo huấn một chút nàng. Độ kiếp mà thôi, kém chút xong đời, tính là gì thiên tài đi. Ân Minh Ngọc vốn là sắc mặt bất thiện, vừa nghe thấy lời ấy, khuôn mặt trực tiếp đen, đáng giận. Ân Minh Ngọc mặc dù cũng có thiên phú, nhưng là cùng Tiêu Y so vẫn là kém một chút. Nàng là trong đám người cái cuối cùng đột phá quá trình cũng là hung hiểm vạn phần, kém chút không độ qua được. Bây giờ bế quan đi ra, bị Tiêu Y một câu nói chỉnh kém chút phá phòng ngự. Nhìn xem Tiêu Y bộ dáng khinh thường, Ân Minh Ngọc khẽ quát một tiếng, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Tiêu Y bĩu môi, bại tướng dưới tay, không có hứng thú. Phía trước Tiêu Y cũng cùng Ân Minh Ngọc luận bàn qua, khi đó Ân Minh Ngọc thực lực so Tiêu Y mạnh một chút, nhưng nàng có thể không chiếm được lợi lộc gì. Bây giờ trở thành nửa bước tiên đế, nàng mười phần muốn đem khẩu khí này đòi lại. Quản Vọng vội vàng mở miệng, ngăn cản hai người, đi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này quấy nhiễu người khác. Thật tốt tu luyện a. Nói thời điểm, hắn liếc mắt nhìn nơi xa. Ở phía xa, trên mặt hồ bầu trời vẫn như cũ biểu hiện ra nhiều cái hình ảnh. Những hình ảnh này vẫn là tiên giới hình ảnh. Phía trên vẫn là trong nước sôi lửa bỏng. Hơn 2.000 năm bên trong, tiên giới vẫn như cũ bị đọa thần tiên ma quái vật tàn phá bừa bãi. Bất quá cùng ngay từ đầu so sánh, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Các tiên nhân đã ổn định phòng tuyến, mở ra một chút địa phương an toàn sinh hoạt. Đọa thần tiên ma quái vật vẫn như cũ ngang ngược, chiếm cứ tiên giới mảng lớn chỗ. Các tiên nhân giống như chuột chạy qua đường, thận trọng sinh hoạt, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ mười phần hỏng bét. Nhìn xem tiên giới hỏng bét như thế, Quản Vọng nhịn không được thở dài. Bọn hắn cái này một số người ẩn thân ở đây, cũng coi như là tránh đi một hồi hạo kiếp. Tiên giới thảm trạng bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại áp lực rất lớn. Bây giờ thế cục ngược lại là trở nên bằng phẳng, các tiên nhân cùng đọa thần tiên ma quái vật tựa hồ lần nữa lâm vào cân bằng rằng có trạng thái. Nhưng dạng này cân bằng cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Quản Vọng thán xong khí chi sau, nhịn không được nói, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Kế Ngôn tiểu hữu bọn hắn như thế nào. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn, cùng nhìn xem tiên giới thảm trạng, dày vò nội tâm, còn không bằng nhìn xem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Bất quá đáng tiếc thời điểm, phía trước hoán đổi hình ảnh sau đó, hình ảnh vẫn luôn không có hoán đổi trở về. Tiêu Y nói theo, đúng vậy a, đến cùng tại sao vậy sao? Sau đó, con ngươi nàng nhất chuyển, đối với Ân Minh Ngọc đạo, uy, giúp một chút. Ân Minh Ngọc nghe xong, lại nổ. Ở trong mắt nàng giúp một chút chính là tương đương miệng quạ đen ba chữ. Hỗn đản. Ân Minh Ngọc xù lông, ngươi tên ghê tởm này, ta không phải là miệng quạ đen. Tiêu Y gật đầu, biết, ngươi không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc lập tức đánh gãy Tiêu Y mà nói, cắn răng, càng không phải là quạ đen đại đế. Tiêu Y nhìn qua Ân Minh Ngọc, lộ ra rất là vô tội, nháy mắt mấy cái, ngươi để cho ta chả có thể nói cái gì. Được chưa, giúp một chút a. Ta muốn thấy ta hai vị sư huynh. Ân Minh Ngọc bị tức toàn thân phát run. Đáng giận, đáng giận. Nàng chỉ vào nơi xa, cắn răng, nói từng chữ, đó là thương tiền bối đồ vật. Đó là lai lịch bí ẩn lại cường đại tiền bối làm ra đồ vật. Ngươi cho rằng ta có thể can thiệp được. Tiêu Y gật đầu, biết a, cho nên mới nhường ngươi hỗ trợ đi. Đến đây đi, dùng miệng của ngươi tới thay đổi a. Ân Minh Ngọc tức giận đến tóc dựng lên tới, hận không thể đem Tiêu Y miệng xé. Miệng quạ đen, miệng quạ đen. Đến cùng ai là miệng quạ đen? Thật sự cho rằng miệng quạ đen vạn năng. Đều hơn 2.000 năm, ngươi cái này xú nha đầu vẫn là như vậy chán ghét. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, ngươi liền không thể có chút tiến bộ. Ân Minh Ngọc thở phì phò chỉ vào nơi xa quát lên,
ta nói để nó biến liền trở nên. Không chừng đâu. Tiêu Y cười hắc hắc, dù sao, miệng của ngươi rất lợi hại. Ân Minh Ngọc tức chết phải nắm chắc nắm đấm, bất quá con mắt của nàng lại là chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Trong nội tâm nàng cũng là sợ xuất hiện trùng hợp. Bất quá chờ một hồi lâu sau đó, hình ảnh không có biến hóa, vẫn là tiên giới hình ảnh. Trong nội tâm nàng hơi buông lỏng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa đằng sau xuất hiện trùng hợp, nàng khẽ nói, hãy chờ xem, bây giờ không có biến hóa đủ để chứng minh ta không phải là miệng quạ đen. Đừng nghĩ về sau nếu là xuất hiện biến hóa lại tiếp tục vu khống ta. Tiêu Y bĩu môi, lúc này mới cái nào đến cái nào. Sau đó đối với Quản Vọng đạo, Quản gia gia, ngươi nói đúng không? Quản Vọng trừng Tiêu Y một mắt, đối với chuyện này, hắn kiên quyết đứng tại đồ đệ mình bên này. Hắn quát lên, ngươi nha đầu này, chớ học tên hỗn đản kia tiểu tử. Nương, cái gì miệng quạ đen hay không miệng quạ đen? Đây không phải không có động tĩnh sao? Đây là thương tiền bối thủ đoạn, làm sao có thể chịu đến chúng ta những người này ảnh hưởng? Ân Minh Ngọc ở bên cạnh liên tục gật đầu. Cũng không phải sao. Thương tiền bối thâm bất khả chắc, thủ đoạn kinh người, cái gì miệng quạ đen hay không miệng quạ đen? Nhân gia sẽ để ý tới những chuyện này. Tiêu Y bĩu môi, lần nữa đem đầu trả về, cắt. Quản gia gia, ngươi đây là xích lòa lòa thiên vị. Đối với chuyện này, ngươi hẳn là bang lý bất bang thân mới đúng, không nghĩ tới ngươi cũng là như thế nông cạn. Nương, Quản Vọng lại một lần bị tức kém chút từ trên cây ngã chổng vó. Nương, ngươi nha đầu này biết cái gì? Cái gì bang lý bất bang thân? Ngươi bị tiểu tử khốn kiếp dạy hư mất, trên thế giới này làm sao có thể có miệng quạ đen? Ân Minh Ngọc cũng lớn tiếng biểu thị đồng ý, không tệ, là các ngươi đang nói hưu nói vượn. Nếu là có, hình ảnh đã sớm thay đổi, vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến một cỗ ba động, trên bầu trời hình ảnh bỗng nhiên phong vân đột biến.